Mừng ITV vừa được tròn 2 tuổi, đây là món quà của Danh gửi cho chương trình. Hy vọng rằng sẽ có một trận giao hữu giữa nghệ sĩ và ban tập ITV. Xin chúc chương trình ITV một ngày được nhiều người khán giả xem nhiều hơn. Xin chào. Các bạn có thấy món quà này không ạ? Dạ vâng, đây chính là hai trái tim. Khánh chỉ muốn nói rằng trái tim to nhất Khánh dành cho ITV và trái tim nhỏ nhất đó chính là trái tim của mình. Khánh xin dành cho tất cả quý vị và các bạn. Các bạn khán giả của ITV thân mến, Quỳnh Nga xin chúc cho ITV thêm tuổi mới và thêm nhiều niềm vui, và đặc biệt là có nhiều bài hát mới để cho tất cả quý vị khán giả của ITV ngày được có nhiều bài hát để được thưởng thức. Và các bạn có thấy ở trên tay chú thỏ này không? Có một trái tim ghi chữ I love you, đó chính là tình cảm của Quỳnh Nga dành cho ITV. Và các bạn hãy dành thật nhiều tình cảm, thật nhiều trái tim cho ITV giống như nhiều trái tim ở đây nha. Nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của ITV thì Trung có một món quà nhỏ dành cho kênh ITV. Thì đây là cái bộ ba đĩa gồm những bài hát của Trung, những bài được các bạn yêu thích từ trước đến giờ. Thì Trung chỉ làm là để tặng cho bạn bè thôi. Thì nhân dịp sinh 2 tuổi, Trung xin tặng cho kênh ITV. Và chúc mong là kênh ITV sẽ dùng những bài hát này để phát nhiều hơn. Nhân dịp kênh ITV được tròn 2 tuổi thì hôm nay Thuận đến đây với một món quà rất là nhỏ bé nhưng mà có rất là nhiều ý nghĩa trong này. Thì theo như Thuận biết thì hầu như tất cả khán giả đa số của kênh ITV là các bạn trẻ, và đặc biệt là đang trong độ tuổi mà yêu nhau. Cho nên hôm nay Thuận đến đây với một món quà là trong này có hình ảnh của đôi bạn trẻ đang yêu nhau rất là hạnh phúc. Và Thuận cũng hy vọng là các bạn khán giả của ITV cũng sẽ được những hạnh phúc giống như là món quà mà Thuận muốn gửi đến cho các bạn. Các bạn thấy cái bánh kem này có hấp dẫn hay không? Sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem đúng không? Tim suy nghĩ rất là nhiều món quà dành tặng cho kênh ITV năm sinh nhật 2 tuổi. Nhưng mà trước mắt thì Tim sẽ tặng cho ITV một mấy bánh kem thật hấp dẫn. Và các bạn nhìn kỹ những nét chữ ở đây nè, là do Tim tự ghi đó. Do lần đầu tiên ghi nên có một số chỗ không được đẹp lắm. Nhưng mà chắc chắn là trong đêm gala của ITV, tôi sẽ dành tặng những món quà thật đặc sắc hơn nữa và những bài hát thật hay. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng cắt bánh và thổi nến mừng sinh nhật 2 tuổi của ITV nhé. Hi! Ngày hôm nay Tăng Nhật Tuệ, Thùy Anh, Cảnh Cam Media sẽ có một món quà thật là đặc biệt dành cho ITV. Đây sẽ là món quà đặc biệt nhất từ trước đến nay để dành tặng sinh nhật riêng cho ITV. Chà chà, Bảo Linh ơi, có quá là nhiều quà, nhiều lời chúc dễ thương phải không? Đúng vậy, và thật là vui và hạnh phúc khi Bảo Linh và Tuấn Hải được đồng hành cùng ITV, cùng các bạn khán giả trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì Tuấn Hải và Bảo Linh sẽ cùng đọc những lời chúc dễ thương mà các khán giả của ITV gửi tặng cho chúng ta ngày hôm nay. Tất nhiên rồi, Bảo Linh đọc trước nhá. Thành viên lúc GD gạch dưới BB của diễn đàn ITV viết: Happy birthday to ITV, chúc ITV ngày càng phát triển và sẽ luôn đồng hành cùng tụi em nhé.
Còn thành viên Grapto 12 viết: Happy birthday ITV, 2 năm không phải là dài, nhưng những gì ITV đạt được quả thực là lớn, và để thành công còn tiếp diễn thì ITV hãy luôn lắng nghe tiếng nói, những góp ý hay cũng có thể là những lời trách móc để hoàn thiện mình hơn. Còn thành viên Coco gạch dưới 13 viết: Bé ITV chuẩn bị 2 tuổi rồi, chúc bé thêm tuổi mới được nhiều người yêu quý hơn và càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cuối cùng là cảm ơn ITV nhiều lắm, nhờ ITV mà có thêm nhiều niềm vui hơn, ITV thực sự là một người bạn tốt của mình. Thành viên rất là chơi bời viết: Mình là một khán giả đồng hành cùng ITV trong suốt 2 năm qua và cũng được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành mới mẻ từng ngày của ITV. Nhờ có ITV mà mình đã có rất nhiều niềm vui. Mình mong sau này và mãi mãi, ITV sẽ luôn luôn làm mới mình để đáp ứng nhu cầu nghe và xem ca nhạc của mọi lứa tuổi xem truyền hình. Ôi, còn rất nhiều lời nhắn mà các bạn khán giả gửi đến cho ITV, và chúng ta hãy cùng trở lại sau một ít phút nữa nhé. Chắc chắn một điều hiển nhiên là rất thích. Nga xem cái ca khúc mà khi mà mọi người vừa bình chọn xong và được lọt vào top hit thì mới cảm thấy rất là vui. Mới cảm thấy rất là vui và cảm thấy hạnh phúc nữa vì ca khúc của mình đã được các bạn khán giả biết đến và bình chọn. Ngay tại thời điểm đó thì mình đã biết là trong lúc đó đã có một số khán giả yêu cầu ca khúc của mình và yêu thích ca khúc của mình. Nên Phương nghĩ đó là một điểm hạnh phúc rất lớn. Thật sự là rất là bất ngờ và hạnh phúc. Lúc đó cảm giác của Khánh lâng lâng như thế nào ấy. Bởi vì như chính mình được coi cái bài hát của mình được phát trên truyền hình là rất là hạnh phúc. Bây giờ biết là khán giả đã bình chọn mình qua ca khúc này. Và rất là vui khi mà bài hát của mình vừa mới ra mắt khán giả và đã được phát trên ITV rồi. Đi diễn thì Hải có đi ngang qua, thì ngang trên đường thì Hải nhìn thấy là kênh ITV có một nhà họ bật kênh ITV và phát hiện ra mình đang hát ở trên kênh đó, và Hải nói với bác tài là dừng xe lại và xin phép bác mấy phút thêm vào đứng lại đỗ lại để xem, rất là thú vị. Có chứ, điều đó là tất nhiên rồi. Đó, tất nhiên. Rất là hạnh phúc nếu mà tất cả các ca khúc của mình được luôn luôn và ngày nào cũng phát sóng trên ITV. Chắc chắn là bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn bài hát của mình được phát trên một kênh truyền hình rất là hay và rất là đặc sắc như ITV. Không chỉ Xuân Hạ muốn, mà có thể là tất cả các ca sĩ khác đều muốn bài hát của mình được phát hàng ngày trên ITV. Nếu như mà được điều đó thì là gọi là quá hạnh phúc đối với Trường Đan rồi. Đương nhiên là Hải rất là muốn là tất cả các ca khúc của mình được thường xuyên có mặt trên ITV. Thành viên Lúc 723BB viết: Cuộc sống của cái TV nhà tớ trước khi có ITV hầu như đó là một quãng đời buồn bã và tẻ nhạt. Nhưng từ khi xuất hiện ITV, cái TV nhà tớ vui hẳn lên bởi nó được nhớ đến, được quan tâm đến. Càng ngày, ITV càng trở nên cuốn hút bởi sự mới mẻ của các bài hát được cập nhật nhanh nhất có thể, cũng như các MC mang đến sự thú vị, rồi các tin nhắn iChat dễ thương. Thành viên GG gạch dưới lớp đi viết: Biết ITV từ lúc mới thành lập, ITV từ lúc chỉ là một kênh âm nhạc thử nghiệm cho đến lúc trở thành ngôi nhà chung của rất nhiều người yêu âm nhạc đã 2 năm rồi. Đó là quãng đường rất dài và cũng không dễ đi. Lúc thì phải tạo nên những chương trình mới và phải chấp nhận bỏ đi các chương trình không hiệu quả dù đã bỏ công sức. Chúc ITV sẽ vượt qua các khó khăn hiện tại để ngày càng đáp ứng được niềm yêu thích âm nhạc cho các người yêu thích âm nhạc trung thành với ITV. Những người làm chương trình quả thực rất hạnh phúc bởi những tình cảm mà các bạn đã dành cho ITV trong suốt thời gian vừa qua. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn và hy vọng rằng tình cảm đó sẽ được các bạn nuôi dưỡng và lớn dần lên theo thời gian. Và admin cũng đã quyết định sẽ dành tặng tất cả những khán giả được nhắc tên trong chương trình một DVD chương trình đặc sắc sinh nhật ITV tròn 2 tuổi thay lời cảm ơn, và cũng là để các bạn lưu giữ thêm một kỷ niệm với ITV. Vậy sau chương trình này thì các bạn khán giả, các bạn hãy gửi lại cho admin địa chỉ để nhận quà nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là các thông tin về các khán giả đã hiểu ITV như thế nào. Còn các ca sĩ đồng hành cùng ITV, các ca sĩ có hiểu ITV như các khán giả không? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những suy nghĩ, những cảm nhận của các ca sĩ về ITV nhé.